Kim Ngân chào các bạn. Bạn biết rằng cuộc sống có vô vàn bài học bạn cần phải học. Có bài học đắt giá, có bài học thì giá rẻ. Đắt nhất là khi bạn phải trả giá từ chính cuộc đời của bạn. Và rẻ nhất khi bạn học được những bài học đắt nhất đó từ thành công hay thất bại của người khác. Việc của bạn là học được càng nhiều càng tốt để đường đời bớt gian nan. Hôm nay sách tóm tắt xin gửi đến bạn video 6 câu chuyện cũng là 6 bài học đáng ngẫm về cuộc đời. Câu chuyện thứ nhất, cô gái xinh đẹp. Có một anh chàng người cá nọ, một hôm dạo quanh mỏm đá dọc bờ biển, thấy có một cô gái rất xinh đẹp và hấp dẫn. Không kiềm lòng được, chàng ta tiến đến gần để tán tỉnh cô gái. Không ngờ, cô gái chính là mồi nhử của con người để bắt chàng. Ngẫm, những thứ trông có vẻ ngon lành vơi bày ra trước mắt bạn đều là những thứ tiềm ẩn mối nguy hiểm. Giống như những cây nấm có màu sắc đẹp đẽ luôn là nấm độc. Không có thứ gì tự nhiên mà có hay ở trên trời tự dưng rơi xuống cho ta hưởng thụ. Khi có một cơ hội trước mắt, hãy xem xét cho kỹ lưỡng. Mồi nhử luôn là mồi ngon. Đức Phật từng nói, nếu giữa đường có một cái cây cho ra rất nhiều trái ngọt, ngon, thơm nhưng không có ai hái, thì nhất định không ăn trái đó. Câu chuyện thứ hai, tiếng kêu thảm thiết. Có một con chim bị nhốt trong một chiếc lồng. Nó ra sức kêu gào thảm thiết nhằm mong ông lão kia thả mình ra. Nhưng ông ta nào có hiểu nó nói gì. Ông lắng nghe tiếng hót lành lót của nó một cách vui vẻ. Ngẫm, khi chúng ta có một vị trí thân phận thấp hơn, là kẻ thấp cổ bé họng, không ai hiểu tiếng nói của mình, thì bạn đừng mất công kêu ca làm gì, chẳng ai quan tâm đến bạn đâu. Hãy giỏi đến mức người ta không thể ngó lơ bạn. Hãy làm cho mình trở thành người khiến người khác quan tâm đến bạn, hiểu ngôn ngữ của bạn. Lúc đó thì muốn nói gì cũng được. Nói tóm lại, khi chưa được xã hội công nhận, thì tiếng nói của bạn sẽ không bao giờ được lắng nghe. Khi bạn có quyền lực và sức mạnh, điều bạn nói hiển nhiên trở thành chân lý. Câu chuyện thứ ba, đi tìm hạnh phúc. Có một con quạ đen sống ở trong rừng và nó vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của nó. Cho đến một hôm, nó nhìn thấy thiên nga. Thiên nga thật là trắng, còn mình thì đen gì. Nó bèn tiến lại gần thiên nga và nói, cậu chắc là loài chim hạnh phúc nhất trên đời. Thiên nga nghe vậy bèn nói, thực ra tôi vẫn nghĩ tôi là loài chim hạnh phúc nhất trên đời, cho đến khi tôi nhìn thấy vẹt. Chú ấy có những hai màu sắc sặc sỡ, nên theo tôi, vẹt mới là loài chim hạnh phúc nhất thế gian này. Sau đó, quạ bèn đi tìm vẹt. Vẹt nói, tôi cũng đã từng sống rất hạnh phúc, cho đến khi tôi nhìn thấy bác công. Tôi chỉ có hai màu, bác ấy thì có đủ các màu sắc sặc sỡ. Quạ bèn đến bác công và nói, bác công à, bác thật là đẹp, ngày nào cũng có hàng ngàn người ghé thăm bác. Trong khi nhìn thấy cháu thì họ chỉ xua đi. Có lẽ bác là loài chim hạnh phúc nhất trên đời. Bác công trả lời, ta đã luôn nghĩ mình là loài chim hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng chỉ vì vẻ đẹp bề ngoài mà ta suốt ngày bị giam cầm trong lồng sắt. Ta đã nghĩ rất nhiều và cảm thấy rằng chỉ có loài quạ là không bao giờ bị giam cầm. Vì vậy, suốt mấy ngày qua, ta đã nghĩ ước gì mình là một con quạ đen có thể tung cánh bay lượn khắp thế gian này. Quạ nghe vậy hết sức ngạc nhiên và như bừng tỉnh ngộ. Ngẫm, chúng ta luôn nhìn vào người khác và có những so sánh không cần thiết để rồi thấy buồn rầu. Chúng ta không biết quý giá những thứ mình đang có, từ đó luôn cảm thấy mình không hạnh phúc. Vì vậy, hãy trân trọng những gì mình có. Đó chính là bí quyết để sống hạnh phúc hơn, để bớt có những so bì, đố kỵ, dẫn đến những ngậm ngực không đáng có. Câu chuyện thứ tư,
đừng vội xét đoán. Một người cha nọ có 4 người con trai. Ông muốn những người con của mình học cách không vội vàng đánh giá, xét đoán mọi thứ. Vì vậy, ông đã giao cho mỗi người con trai một nhiệm vụ. Đó là lần lượt từng người ngắm và đánh giá cây lê ở phía xa nhà. Người con cả được giao quan sát cây lê vào mùa đông. Anh hai quan sát vào mùa xuân. Anh ba quan sát vào mùa hè. Và đứa em út quan sát vào mùa thu. Xuân, hạ, thu, đông đi qua. Người cha tập trung 4 cậu con trai của mình lại để cùng mô tả những gì họ đã nhìn thấy. Anh cả nhăn mày và nói: "Cái cây trông thật là xấu xí, cong queo và trụi lá." Anh hai phản bác: "Không, không phải như vậy. Cái cây được bao phủ bởi trời xanh và đồng đầy những hứa hẹn." Anh thứ ba không đồng tình và nói: "Con lại thấy nó được tô điểm bởi những bông hoa rất đẹp và ngọt ngào. Đó là thứ tào nhã nhất mà con từng được chứng kiến." Người em út bác bỏ tất cả ý kiến của các ông anh: "Em nhìn thấy cái cây chịu đầy quả chín, đồng đầy sức sống đó chứ." Sau đó, người cha cười và giải thích với những đứa con của mình rằng tất cả đều đúng. Chỉ có điều, họ chỉ được nhìn cây lê đó vào một mùa nhất định trong vòng đời của nó. Rằng họ không thể đánh giá một cái cây hay bản chất con người thông qua một mùa và vẻ bề ngoài của sự vật ấy. Tất cả bản chất, niềm vui và tình yêu trong cuộc sống chỉ có thể được đo lường khi 4 mùa trôi qua. Nếu bạn bỏ cuộc khi mùa đông đến, thì bạn sẽ bỏ lỡ lời hứa của mùa xuân, vẻ đẹp của mùa hè và thành quả của mùa thu. Đừng để nỗi đau của một mùa phá hủy tất cả niềm vui, sự hy vọng của những mùa còn lại. Đừng vội đánh giá cuộc sống chỉ vì một giai đoạn khó khăn nào đó. Đừng vội phán xét người khác chỉ vì nhìn vẻ bề ngoài của họ giống như vậy. Còn bạn, hãy kiên trì vượt qua những chặng đường gian nan và khoảng thời gian tốt đẹp, sớm hay muộn cũng sẽ đến với bạn mà thôi. Câu chuyện thứ 5, làm việc như kiến. Giữa thiên nhiên, con người thật sự trở nên bé nhỏ. Bạn có để ý đến những chú kiến bé nhỏ luôn chăm chỉ kiếm mồi không? Chúng ta đều biết, kiến là một trong những động vật sống theo đàn. Kiến tồn tại ở bất cứ đâu, ở mọi ngóc ngách trên thế giới, cho dù là trong thời tiết khắc nghiệt như thế nào. Kiến sống theo tổ chức nên có sự phân công công việc, kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt. Không những chúng cùng nhau chung sức xây dựng tổ của mình, mà kiến còn cùng nhau hợp sức chiến đấu chống lại kẻ thù. Kiến cũng là loài vật rất dễ thích nghi ở mọi môi trường, dù là thành phố, rừng rậm hay trong những tòa nhà cao tầng. Cơ thể yếu ớt, nhỏ bé là thế. Chúng không thể làm thay đổi môi trường sống của mình, nhưng lại có thể thay đổi cơ thể để thích nghi với môi trường sống. Ngẫm, trong cuộc sống, trước hết bạn cần học cách thích nghi rồi mới đến việc học cách tồn tại. Đồng thời, làm việc như những chú kiến có nghĩa là luôn luôn chủ động, nỗ lực không ngừng, cứ tích lũy từng chút một. Mỗi ngày trôi qua thì sự tích lũy đó của bạn sẽ được đền đáp. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng hoang phí để mà lỡ mất tương lai tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước. Câu chuyện thứ 6, sống như những chú bướm. Bạn có thấy những con bướm bay lượn thật đẹp đẽ và tự do không? Sống như những chú bướm chính là cuộc sống được tự do, một cuộc sống đẹp đẽ và suôn sẻ. Chúng ta chẳng thể thay đổi được nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được cách sống. Vì vậy, đừng quá cố áp đặt những thứ không phù hợp cho cuộc đời mình. Hãy biết cân bằng chúng một cách tích cực. Con người cần học cách để có thể làm việc được hiệu quả hơn, cũng như việc nhâm nhi thưởng thức được từng chút một cuộc sống tuyệt vời này. Ngẫm, hãy thay đổi suy nghĩ tiêu cực của mình để có thể lạc quan hơn. Khi ấy, bạn sẽ dễ dàng có được một cuộc sống lý tưởng như những chú bướm kia. Con người, ai cũng muốn được tự do tự tại, nhưng vì tồn tại mà chúng ta phải làm việc và chịu sự ràng buộc này. Vậy sao bạn không chọn một công việc mình thực sự đam mê, hay chí ít
cũng có liên quan đến lĩnh vực bạn đam mê. Hãy làm việc như những chú kiến, kiên trì, nỗ lực, cầu tiến và sống như những chú bướm để cuộc đời luôn vui vẻ, tự do và đầy màu sắc. Tất cả những điều này đều là những thái độ, những suy nghĩ tích cực mà chúng ta cần có để cuộc sống dễ dàng hơn. Cuộc đời ngắn lắm, thời gian không đợi người, đến thế gian tay trắng, ra đi cũng là tay trắng. Cứ mãi miết thù hận, chúng ta sẽ quên đi cách hưởng thụ cuộc sống. Một chiếc điện thoại đắt tiền, 70% chức năng là không bao giờ xài qua. Một ngôi nhà xa hoa, 70% diện tích là không được tận dụng. Một trường đại học, 70% kiến thức học được không bao giờ dùng. Sống trên đời cũng vậy, trong 10 phần thì 3 phần thực sự mang lại niềm vui, 7 phần còn lại chính là phải cho qua đi, phải chấp nhận từ bỏ, phải quên đi mà sống. Khi bạn thấy bất công, bạn tự hỏi, cuộc đời sao nhiều người số sướng thế? Sinh ra đã ở vạch đích rồi, còn tại sao số mình lại khổ thế này? Mỗi lúc đó, bạn thử tưởng tượng đời người trong thế gian cũng giống như bong bóng xà phòng. Ban đầu rất đẹp, rất lung linh, rồi cũng chóng tiêu tan. Sinh ra từ hạt bụi, hóa kiếp cũng về với hạt bụi. So đo thiệt hơn chỉ làm bạn thêm mệt mỏi. Cái gì đã không thuộc về mình thì cố mấy cũng không được. Chúng ta vốn rất nhỏ bé, chấp nhận sống theo tự nhiên thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Khi bạn thấy bất mãn, hãy nhìn vào người bệnh. Chúng ta sẽ thấy sức khỏe chính là hạnh phúc. Hãy nhìn vào người nghèo khổ hơn mình. Chúng ta sẽ biết đủ chính là hạnh phúc. So sánh với người đã mất, chúng ta sẽ biết còn được sống chính là hạnh phúc. Sống giản dị, biết trân trọng chính là hạnh phúc. Khi bạn thấy buồn, ngày xưa chúng ta học phép cộng và cả phép trừ. Phép cộng là đi tìm của cải, hạnh phúc, tình yêu vào cuộc đời mình. Nhưng hãy biết dùng cả phép trừ và quên chính là công cụ để loại bỏ những phiền não. Cứ gì phải tức giận vì những người không đáng bận tâm. Quên đi chuyện cũ, bỏ qua ân oán, ăn một bữa thật ngon bên gia đình, ngủ một giấc thật dài, ồn ào thị phi hôm qua, hôm nay tỉnh dậy chỉ là quá khứ. Hãy tiến về phía trước, hạnh phúc với hiện tại và tương lai. Hôm nay bạn có được điều gì, hãy biết ơn nó. Hôm nay bạn gặp được người nào, hãy cảm ơn họ đã đến cuộc đời bạn. Biết trân trọng chính là hạnh phúc trọn vẹn. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn.